Hello, xin chào các bạn. Mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái vấn đề trong cuộc sống. Nói về những cái vấn đề trong cuộc sống. Thật ra cuộc sống này nó sẽ rất nhiều vấn đề, đúng không? Và nếu chúng ta không khôn ngoan, không khéo léo thì người chịu thiệt sẽ là chúng ta. Đó, Lộc sẽ chia sẻ những cái cuộc sống của mình, những cái trải nghiệm của mình cho các bạn, và cũng ước mong là cái sự tương tác hai chiều, mình nói với các bạn và các bạn sẽ nói với mình, các bạn sẽ comment và các bạn sẽ để lại những bình luận trong video, rồi các bạn cũng sẽ đánh giá video này, cũng nói là chúng ta và góp ý và giúp đỡ cho Lộc cũng như các bạn có thêm nhiều cái bài học trong cuộc sống. Thì vấn đề mình muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay đó là về cái việc làm sao để người khác không ghét bạn. Nói để mà nói thật thì trên đời này không ai tự dưng lại ghét ai bao giờ cả, phải có lý do gì đó. Nói về ghét một người thì nó có rất nhiều lý do. Nói về ghét một người thì nó có rất nhiều lý do để người khác ghét bạn, cực kỳ rất nhiều. Bạn làm hại người ta, bạn làm ác người ta, bạn làm xấu người ta, bạn chơi đểu người ta, bạn chơi khăm người ta, bạn nói dối người ta, bạn lừa gạt người ta, bạn khiến người ta hiểu nhầm, bạn làm tất cả mọi thứ. Nói chung là đến cái thời điểm bây giờ, cái văn hóa chúng ta nó khá là cao cấp, chúng ta đều ăn học hết lớp 12, chúng ta có đạo đức tốt, chúng ta là người học thức rồi, đúng không? Khi bạn xem video này, thì các bạn không phải là người gian ác hay xấu xa, không phải là người cưỡng ép hay bức hiếp gì, đúng không? Thì tự dưng tại sao người ta ghét các bạn? Có một điều mà rất nhiều những người tưởng chừng là con có học thường hay vấp phải ở cái chỗ này. Đó là khi các bạn xuất hiện bên cuộc đời của ai đó và khiến cho cuộc đời của họ mất đi sự tự do. Mất đi sự tự do sẽ khiến cho người ta ghét bạn. Khi người ta quen biết bạn, có mối quan hệ với bạn thì họ lại cảm thấy có bạn, người ta mất đi sự tự do. Chính bởi điều đó, người ta sẽ cảm thấy muốn xa rời bạn. Có thể không ghét lắm, nhưng mà nó sẽ là mất đi cái sự thật sự là thân thiết, thật sự là đánh mất đi mối quan hệ. Bởi vì khi gặp các bạn, họ đánh mất đi sự tự do. Các bạn sẽ nói là ô, tôi làm gì cuộc đời họ mà họ mất đi sự tự do, đúng không? Tôi giam tù, tôi hãm ép gì, đúng không? Tôi bắt ép họ phải như thế này, thì làm gì mất đi sự tự do. Thì rất đơn giản như thế này. Khi mà các bạn gặp người ta đấy, các bạn hay nói người ta là người ta không tốt ở cái điểm này, người ta không giỏi ở cái điểm kia. Các bạn hay nói xấu người ta, hay chỉ trích người ta, hay nhắc đến cái khuyết điểm, yếu điểm của người ta. Và điều đó khiến người ta cảm giác người ta mất đi thoải mái. Ở bên cạnh bạn là người ta không được cái sự thoải mái, người ta không cảm giác được cái sự tự nhiên, không được cái sự hồn nhiên, không được cái sự... Họ không được sự tự do thật. Họ cứ phải gặp bạn ấy vì sợ các bạn chê người ta là người vụng về, nên họ cứ phải cố gắng làm cái gì, phải chậm, làm gì phải tỉ mỉ. Khi người ta làm chậm, làm tỉ mỉ để các bạn không chê bai người ta là người vụng về, thì bạn đã chê bai làm chậm lắm, thế thì người ta lại cố gắng làm nhanh lên, nhưng lại phải cố gắng. Các bạn cứ chê bai vậy, người ta cứ lúc nào phải cố gắng, lúc nào bị gò ép, lúc nào cũng bị các bạn soi mói, cũng bị các bạn để ý như vậy. Người ta khi không có bạn ấy, người ta mới được sống, thì người ta rất là khó chịu. Người ta làm vì là sợ các bạn chê thôi, làm vì sợ các bạn để ý thôi. Nhưng mà khi mà không có bạn ấy, người ta thấy cuộc sống người ta thoải mái hơn nhiều, ta thấy cuộc sống người ta tự tại hơn nhiều. Nên là cái điều thứ nhất này, các bạn chê với người khác là cách đầu tiên để người khác ghét các bạn, là cách mà người ta cảm giác đi, người ta mất đi cái sự tự do, mất đi cái cuộc sống thật của người ta, mất đi cái con người thật của người ta, thì người ta tự dưng người ta không thích các bạn nữa, không muốn gần các bạn nữa, cảm thấy không bình yên gặp các bạn. Thực ra thì cái việc này nó không chỉ xảy ra trên loài người đâu, mà còn xảy ra trên loài động vật nữa. Nếu các bạn không tin, các bạn mua con chó về xem. Ví dụ bây giờ các bạn mua con chó về, nó có một cái tật là gặm đồ vật, và cứ hễ gặp một cái đồ gì mà các bạn vứt lộn xộn không để ý cái thì nó gặm mất được các bạn. Mà các bạn cứ thấy nó gặm là các bạn đánh nó, cứ thấy nó nhai cái gì đó là các bạn đánh nó, nhai cái gì đó các bạn đánh nó, thì đôi khi các bạn cho nó ăn ấy, nó không dám ăn, nó hại các bạn. Bởi vì khi gần các bạn ấy, nó không biết là khi nó gặm cái này, nó ăn những xương này, các bạn có đánh nó không. Con người cũng vậy, con người cũng rất sợ cái cảm giác bị người khác chê bai trách móc, bị sợ người khác để ý đến mình, sợ người khác soi mói mình. Nó mất đi sự tự do từ trong cái lòng của con người. Đây là cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn. Rồi cái thứ hai là
đó là khi ở gần các bạn ấy thì họ thấy các bạn là người có cái tính kiểm soát. Kiểm soát là một điều tốt, ví dụ các bạn làm lãnh đạo trong một công ty hay là một người giám đốc hay là chủ thì các bạn phải có cái quyền kiểm soát, đúng không? Nhưng mà các bạn lúc nào cũng kiểm soát, và đặc biệt là những người lại không có cái chức vụ chức năng là người chủ hay là người giám đốc gì đó mà lúc nào cũng có tính kiểm soát. Ở gần bạn họ thấy các bạn có cái mang tính kiểm soát là họ không thích các bạn, họ sẽ muốn lấy cho các bạn. Thế thì các bạn sẽ phát hiện mình có tính kiểm soát ở chỗ nào, là kiểm soát từ trong lời nói, hành động hay là trong cách cư xử với người khác. Đó là các bạn luôn muốn người khác phải lắng nghe ý kiến của mình, các bạn không chịu lắng nghe ý kiến người khác, các bạn muốn người ta lắng nghe ý kiến của mình trước. Đó, các bạn muốn là mình đóng góp ý kiến trước và họ phải lắng nghe, thì đấy là cái tính kiểm soát. Các bạn phải bỏ cái tính đó đi, các bạn để người ta đóng góp ý kiến đi, mà thậm chí các bạn không hoặc là thậm chí là các bạn không cần đóng góp ý kiến cũng được nếu như người ta không thực sự muốn nghe. Đấy, bỏ cái tính là cứ phải đóng góp ý kiến đi, tôi phải có quyền được nói đi. Đấy, bỏ cái tính đó đi. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là khi người ta làm cái việc gì đó, các bạn lại cứ hỏi là anh làm cái này để làm cái gì, hay người ta đang đang làm một cái việc gì đó sai trái hay làm cái việc gì đó không đúng, hay làm một cái việc đó có thể là nó không phải là cái việc gì, nó không phải là cái nó không phải là cái việc mà người ta đang làm ấy, nó không phải là một cái lỗi lầm gì đó rất là to, một lỗi lầm gì đó rất là lớn, nhưng chúng ta lại hỏi là anh đang làm gì đấy, sao anh lại làm như thế, anh không biết mình đang làm cái gì à? Thì những câu nói như vậy nó rất là tính kiểm soát. Rồi là hay là chúng ta sẽ nói là ô anh ăn học đến cái mức độ đấy mà anh lại làm kiểu đấy à? Nó ta muốn kiểm soát người khác, muốn thể hiện là cái việc là mình giỏi hơn hay mình làm chủ tốt hơn hay là mình ấy tốt hơn. Thực ra cái sự kiểm soát nó không có giá trị gì đâu các bạn, nó không hề có giá trị cả. Các bạn lúc nào cũng muốn người khác phải nghe theo lệnh mình, phải làm theo ý kiến của mình là đúng hơn, hay là phải biện luận theo ý kiến của mình. Thực ra đôi khi ấy, bạn cứ để người ta làm theo ý kiến của họ đi. Đấy, bạn lắng nghe ý kiến của họ đi. Khi mà làm theo ý kiến của họ đấy mà họ sai rồi thì khi lúc đó các bạn nói ý kiến của các bạn nó sẽ tốt hơn. Và sau này cái việc nhỏ như vậy thì việc lớn nó sẽ tốt hơn. Khi các bạn khuyên người ta làm cái việc rất là lớn, có tầm ảnh hưởng đến cuộc đời người ta, có tầm ảnh hưởng đến cái việc là tiền bạc hay là thậm chí là mạng sống, người ta vẫn nghe các bạn. Bởi vì là trong những việc nhỏ các bạn đã khuyên người ta đúng rồi, đúng không? Chứ còn các bạn là người đúng thì rất nhận tất cả là người đúng, hay các bạn là người biết trước, các bạn rất là người biết trước, các bạn giỏi, các bạn rất là giỏi, nhưng mà các bạn cũng muốn kiểm soát người ta, không cho người ta cái khả năng họ muốn làm theo ý của họ hay là họ muốn đóng góp ý kiến của họ mà không giải thích rõ nữa. Đặc biệt là khi người ta đóng góp ý kiến của họ, các bạn lại không giải thích rõ là tại sao là không được làm như thế, xong rồi các bạn bắt người ta phải làm theo ý của bạn, thì nó rất là đặc biệt là các bạn là người lớn tuổi hơn chẳng hạn, là người có thâm niên hơn, là người có nhiều kiến thức hơn hay như thế nào đó, thì họ sẽ cực kỳ là họ thấy các bạn là cực kỳ là không nhã nhặn, rồi là không yêu thương họ, họ sẽ thấy họ các bạn lúc nào cũng muốn kiểm soát họ, muốn họ phải nghe theo, muốn họ phải nép với hết với bạn. Loài người đấy có một cái đặc tính này, họ chỉ yêu kẻ kém hơn mình chứ không thích yêu kẻ giỏi hơn mình. Đấy, yêu kẻ mà nghe lời mình chứ không bao giờ yêu kẻ mà mình phải nghe lời họ. Các bạn nhớ như vậy. Đặc biệt là đi tán gái đó, con gái nó có làm điều gì sai, các bạn cứ làm theo ý nó. Con gái nó đòi hỏi cái gì ấy, bạn cứ để theo đòi hỏi, dù là cái đòi hỏi đấy là sai, nhưng vì tán nó các bạn phải chiều nó, đúng không ạ? Nên là nó có một câu nói rất là hay ở trên mạng trước đây mình xem ấy, đó là em là luôn đúng. Đấy, thứ nhất là em phải luôn đúng đấy. Thứ hai là nếu như em có sai thì phải quay lại cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhất là em luôn đúng, còn nếu có sai thì phải quay lại điều kiện thứ nhất. Tức là các bạn phải như thế thì người ta mới yêu các bạn. Tức là phải như thế thì người ta mới yêu các bạn, mà nó đã đúng là như thế. Tâm lý là con người như thế. Không ai thích là bị người khác kiểm soát mình ạ. Mà họ thích được tất cả đều thích được kiểm soát người khác, chứ không ai muốn bị người khác kiểm soát đâu các bạn, dù là cái việc rất là nhỏ, dù là họ ví dụ họ thích là đi tắm trước ăn cơm sau, sao các bạn cứ thích cả kiểm soát người ta, bảo là tắm trước hay ăn cơm trước thì còn quan trọng gì, người ta thích tắm sạch sẽ người ta ăn nó mới ngon, các bạn cứ bảo là thôi vội đang đói ăn cơm trước đã, nó sẽ không hay, hoặc ơi em cứ tắm đi thì nó sẽ khác, cuộc sống nó khác, đúng không ạ? Các bạn hiểu như vậy. Đừng đánh đừng đừng tức là đừng con cũ nào cũng cố tỏ ra cái sự kiểm soát người khác. Và một điều thứ ba mà mình cũng mới trải nghiệm thôi, đó là sẽ khiến người khác cảm giác mất tự do và sẽ không yêu quý bạn.
đó là các bạn hay hỏi quá nhiều về một cái công việc, về một cái công việc mà bạn giao cho họ làm hoặc là bạn nhờ họ làm, hay là cùng công việc mà họ đã giúp bạn hoặc là bạn giao việc, nếu bạn là cấp trên bạn giao việc cho họ mà sau đó bạn cứ hỏi quá nhiều về cái công việc mà bạn giao cho họ hay là họ giúp các bạn ấy, thì người ta sẽ thấy là bạn chả quan tâm gì với người ta cả. Các bạn chỉ quan tâm về công việc đó thôi, quan tâm về cái lợi ích của bạn là họ đã giúp bạn xong chưa, họ đã làm ổn thỏa cho bạn chưa. Thật ra mình mới chiêm nghiệm những điều này thôi. Mình có người anh em rất là thân với mình, hoặc là anh em gọi là đồng cam cộng khổ với nhau trong một thời gian khá dài, giúp đỡ nhau trong rất là nhiều công việc. Vừa rồi mình có nhờ anh ấy làm một số công việc cho nhà mình. Thật ra đúng là nhờ, nhưng mà nhờ là có pay, có trả tiền, đúng không ạ? Tức là cái vấn đề là mình là ý là mình với anh ấy là thân nhau quá rồi, đúng không ạ? Mình lại đôi khi là mình lại xảy ra cái khía cạnh đó là mình lại đôi khi mình đánh mất đi cái mà mình chia sẻ với các bạn hôm nay. Đó là khi mà mình gọi điện cho anh ấy và cái lúc mà mình đi về nhà ấy, mình không quan tâm là anh ấy là trời thời tiết nóng như thế này, anh ăn gì chưa, uống gì chưa, anh làm em có mệt không, anh có khó khăn gì không, anh đã làm xong chưa, cần em giúp gì không. Mà mình về nhà cái mình hỏi luôn là anh làm xong chưa, hết bao nhiêu tiền rồi. Nó không phải là sự quan tâm. Anh không cần sự, các bạn phải sự quan tâm các bạn ạ. Không phải sự quan tâm. Mà tâm lý của bất kỳ ai đấy, họ cũng muốn là cái người gặp họ đấy quan tâm về họ trước khi quan tâm về công việc của họ. Đôi khi chúng ta cứ quan tâm về công việc mà không biết họ đã trải qua những vấn đề gì, những khó khăn gì, những khúc mắc gì, những điều gì cần phải chia sẻ với chúng ta. Họ có những điều muốn chia sẻ với chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không có quyền. Nhưng mà chúng ta lại hỏi một câu hỏi mà họ không thể chia sẻ được gì cả. Chúng ta hỏi câu hỏi nào mất bao tiền rồi, xong chưa, còn sao anh lại làm xấu thế này, làm đẹp thế này, hay làm chỗ này phải thế này à, khiến người ta lại phải giải thích theo một cái hướng khác. Và người ta đã cảm thấy công việc ngày hôm nay rất là mệt, rất là nặng nhọc, rất là nắng nôi, rất là khó khăn, rất là áp lực. Bây giờ về xem câu hỏi chúng ta nữa, họ lại cảm thấy càng áp lực hơn, càng nặng nhọc hơn. Và đặc biệt là câu hỏi đấy lại từ một người là trả tiền cho họ. Đấy. Cho nên là anh em phải chú ý. Đôi khi các bạn nhờ người khác làm việc gì đó, hay là sai, hay khiến người khác làm việc gì đó, thì trước khi hỏi về kết quả của công việc, trước khi hỏi người ta về cái việc mà người ta đã hoàn thành công việc đó ở như nào, tốt hay xấu, thì các bạn hãy hỏi thăm người ta trước, hỏi thăm là người ta làm công việc đấy có khó khăn gì không, có như thế nào không, có cần giúp đỡ gì không. Các bạn hãy nhớ như vậy, vì khi gặp bạn ấy, họ sẽ cảm giác là họ không bị tù đầy bởi cái công việc bạn giao cho họ. Khi bạn giao cho họ công việc, cảm giác như họ đang đeo gông một người ấy. Nhưng mà khi các bạn đến gặp họ, các bạn không hỏi về cái gông đó, mà các bạn hỏi về chính bản thân họ, thì họ sẽ cảm giác là họ không có đeo gông. Nhưng mà là cái điều thứ ba này mình nói để các bạn có thể hiểu, và ước mong là mình sẽ ngấm cái điều này và không bao giờ dùng sai trong cuộc đời. Dù các bạn ghét bất kỳ ai, và cũng đừng bao giờ thể hiện để cho họ biết là bạn ghét họ. Hãy cố gắng sống làm sao ấy, dù bạn ghét họ như thế nào cũng phải cố gắng cười với họ một cái, quan tâm họ một cách thật lòng một chút. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn. Ước mong là video thực sự có giá trị. Goodbye.